Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà một cái người dâng cúng dường Đức Phật những cái vật dụng, mình vẫn có những cái công đức, và những cái công đức đó nó phát sinh ra từ cái tâm thiện hợp với trí tuệ của mình. Như là một cái người người ta không có cái phẩm vật gì người ta cúng dường, hoặc là cái lúc đấy khi mà người ta gặp Đức Phật còn tại thế chẳng hạn, lúc mà Đức Phật chưa nhập Niết Bàn ấy, có nhiều người người ta gặp Đức Phật nhưng người ta không có gì để cúng dường, người ta chỉ chắp tay thành kính và người ta đảnh lễ Đức Phật thôi, thì người ta cũng đã có công đức rồi. Thậm chí đấy là cái công đức đó nó sinh lên từ cái tâm cung kính, từ cái tâm hoan hỷ, từ cái tâm biết rằng đây là Phật, Phật là bậc giác ngộ, Phật là bậc cao thượng, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc tối thượng giữa chư thiên và nhân loại. Do người ta có cái sự nhìn nhận, có cái hiểu về Đức Phật một cách thông thường, một cách đơn giản như thế, và người ta khởi lên cái tâm cung kính đó, thì cái tâm đấy cũng là thiện tâm hợp trí tuệ, và nó sinh ra những cái công đức, những cái phước lành khiến cho người ta có thể sinh thiên giới nhiều lần, nhiều đời nhiều kiếp được. Chỉ là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì một người còn tưởng nhớ đến Đức Phật, người ta sẽ hướng đến một bức tranh Phật, một bức tượng Phật, hay là kim thân bảo tháp cội Bồ Đề, những cái di tích hay là những cái nơi nào đó mà để người ta gợi nhớ về Đức Phật. Và người ta biết, người ta nhớ về Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, là một bậc giác ngộ, một bậc đạo sư, chỉ đường đi đến Niết Bàn, chấm dứt sinh tử. Vì cái tâm thành kính đối với một cái bậc đáng kính như vậy, thì lúc đấy những cái nộ tâm thiện nó khởi lên ở trong tâm. Đấy là thiện tâm hợp trí tuệ, do vị đó có hiểu những cái ân đức của Phật và có cái tâm thành kính khởi lên như vậy. Thì những cái tâm đấy là những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm cao thượng. Và chính những cái tâm cao thượng đấy, những cái tâm nó tạo ra công đức, những cái tâm sở tư mà nó khởi lên cái lòng thành kính ấy, nó tạo ra công đức. Thì công đức ở đây không phải là cái bậc thọ nhận đấy, không phải là cứ Đức Phật phải là cái người thọ nhận mình mới có công đức, mà do cái tâm thành kính của mình khởi lên là tạo ra công đức từ nơi tâm như thế. Vì vậy nên là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, mình chỉ dâng cúng Đức Phật trước hình tượng Đức Phật, tranh ảnh Đức Phật, ban thờ Phật, vẫn có công đức, chứ không phải là không có công đức. Không phải là chỉ cúng dường Đức Phật cũng có công đức như vậy. Thậm chí là như cái phong tục tập quán ở dân gian Việt Nam, người ta cúng dường cho ông bà tiên tổ, những người đã quá vãng ấy, mình cũng còn tạo ra công đức, dù ông bà tiên tổ những người đó đã đi đầu thai tái sinh luân hồi về các cõi sống khác nhau rồi, nhưng mà những người con cháu còn tưởng nhớ đến, còn dâng cúng những cái phẩm vật để cúng dường, thì cũng tạo ra từ cái tâm thành kính đó, và vẫn tạo ra được những cái công đức phước này, dù cái người chết đó không thọ nhận. Và huống chi là Đức Phật hay là những bậc thánh nhân A-la-hán, nếu như mình có cái tâm thành kính, mình dâng cúng đến, mình dâng cúng lên các ngài tất cả những cái phẩm vật gì hàng ngày, thì không phải là cái phẩm vật đó không tạo ra công đức, nhưng mà cái tâm thành kính của mình tạo ra công đức. Vậy cho nên là cái việc cúng dường nên Đức Phật vẫn tạo ra những cái công đức để cho mình có thể tăng trưởng những cái phước báo của mình, những cái nguyện mình công đức cúng dường đấy, mình nguyện những cái phước này ở hiện tại như sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, hay là nguyện được hưởng những cái phước ở cõi thiên giới, sinh về các cõi chư thiên đều được hết. Vậy nên là cái sự cúng dường Đức Phật ở thời hiện nay vẫn tạo ra công đức. Vậy nên là Đức Phật vẫn là cái mảnh ruộng phước điền tối thượng ở nhân gian để cho chư thiên và nhân loại cung kính cúng dường, nhờ cái phước báo đó mà được hưởng cái phước lành ở hiện tại và tương lai.